Cô Lan chào các con. Các con thân mến, hôm nay cô Lan dạy các con học tiếng Việt lớp 2 mới. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 16. Khi trang sách mở ra. Tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trang 66 đến trang 70. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng nhau khởi động, ôn lại bài cũ. Bài trước con đã học bài gì? À, hôm trước chúng mình đã học bài cuốn sách của em. Tên sách là hàng chữ lớn, được viết ở đâu? À, được viết ở khoảng giữa bìa sách. Người viết sách được gọi là gì? Người viết sách được gọi là tác giả. Ngay sau trang bìa là gì? Ngay sau trang bìa thường là mục lục. Các con ạ, khi đọc sách, các con cần lưu ý đến các thông tin trên bìa sách như là tác giả, tên sách, nhà xuất bản, mục lục. Đó là những biển dẫn đường giúp chúng ta đọc sách một cách thông minh và hiệu quả. Vậy là chúng ta vừa ôn lại bài cũ. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 16, khi trang sách mở ra. Tiết 1, tiết 2, luyện đọc. Các con lấy vở, chúng ta ghi bài. Lùi vào một ô viết thứ. Lùi vào bốn ô viết tiếng Việt. Lùi vào ba ô viết tên bài. Bài 15, khi trang sách mở ra. Các con đã được đọc rất nhiều cuốn sách rồi. Vậy các con hãy kể những cuốn sách mình đã đọc và giới thiệu về một cuốn sách mà mình thích nhất. Đó, ví dụ những cuốn sách mà mình đã đọc như là Củ cải trắng, Góc sân và khoảng trời, Chuyện cổ tích Tấm cám, Dế mèn phiêu lưu ký. Đó, trong những cuốn sách đó thì em thích nhất là cuốn thơ Góc sân và khoảng trời của tác giả Trần Đăng Khoa. Là một tập thơ nổi tiếng gồm nhiều bài thơ nhỏ, nhà xuất bản văn học. Hoặc là con kể về cuốn truyện hoặc cuốn sách hoặc cuốn thơ mà con thích nhất. Các con ạ, sách mang lại cho chúng ta rất nhiều điều thú vị. Bài thơ khi trang sách mở ra sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Các con nghe cô Lan đọc mẫu. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại. Bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được. Sao em nghe điều gì, dạt dào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Các con ạ, bài thơ này gồm 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất, 6 dòng thơ. Khổ thơ thứ hai, 4 dòng thơ. Khổ thơ thứ ba, 4 dòng thơ. Khổ thơ thứ tư cũng có 4 dòng thơ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng đoạn nối tiếp nhau. Các con sẽ tự luyện đọc.
Bây giờ các con cùng nhau luyện đọc lại một lần nữa. Và nghe cô Lan đọc, chúng ta sẽ đọc thầm theo. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Dạt dào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Trong bài này có một số từ khó, chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa. Từ cỏ dại, bắt đầu là cỏ dại. Cỏ dại nghĩa là gì? Cỏ dại tức là cỏ mọc tự nhiên. Thứ đến nghĩa là gì? Thứ đến nghĩa là sau đó. Sau đó là cánh chim. Bắt đầu là cỏ dại, sau đó là cánh chim. Hoặc là thứ đến là cánh chim, thứ đến chính là sau đó. Vậy là các con vừa giải nghĩa một số từ khó. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc lại. Khi trang sách mở ra, khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Trong trang sách có biển, em thấy những cánh buồm. Trong trang sách có rừng, với bao nhiêu là gió. Trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Dạt dào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Các con bấm dừng video để chúng ta luyện đọc lại. Các con lưu ý, ngắt hơi ở sau mỗi dòng thơ và hết khổ thơ thì các con nghỉ hơi, đọc thật diễn cảm và thật là hay. Và bây giờ chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Sắp xếp các sự vật theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ đầu. Cánh chim, cỏ dại, người lớn, trẻ con. Các con đọc khổ thơ đầu để trả lời. Khi trang sách mở ra, khoảng trời xa xích lại, bắt đầu là cỏ dại, thứ đến là cánh chim, sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Bắt đầu là cỏ dại, vậy cỏ dại là đầu tiên. Thứ đến là cánh chim, vậy sau đó là cánh chim. Sau nữa là trẻ con, cuối cùng là người lớn. Vậy là ta đã sắp xếp được theo thứ tự trong khổ thơ 1. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Ở khổ thơ 2 và khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ thấy những gì trong trang sách? Chúng ta đọc thầm để trả lời. Trong trang sách có gì? Có biển, có cánh buồm, có rừng, có gió, có lửa và có ao sâu. Đó, có biển này, có cánh buồm này, có rừng này, có gió này, có ao sâu này và có lửa. Đó là bạn nhỏ khi đọc ở khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ đã thấy được, đã cảm nhận được. Câu 3. Theo em khổ thơ cuối ý nói gì? A. Trong trang sách có tiếng sóng vỗ. B. Trong trang sách có mây trời đang bay. C. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống. Các con sẽ đọc thầm lại khổ thơ cuối
để chúng ta trả lời. Khổ thơ cuối. Trong sách không nói, trang sách không nói được, sao em nghe điều gì dạt dào như sóng vỗ một chân trời đang đi. Vậy theo con sẽ chọn đáp án đúng là đáp án nào? À, đáp án C. Khổ thơ cuối ý nói trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống các con ạ. Chúng ta sang câu hỏi thứ tư. Tìm các tiếng có vần giống nhau ở cuối các dòng thơ. Các con đọc thầm để trả lời. À, những tiếng có vần giống nhau là tiếng nào? Tiếng là với lại dại, đúng không? Đó. Tiếng lửa, tiếng đâu và tiếng sâu. Tiếng gì và tiếng đi. Đây là những từ có vần giống nhau. Các con ạ, khi trang sách được mở ra, chúng ta đọc sách và chúng ta thấy rất nhiều điều thú vị. Đó. Trang sách mở ra, bầu trời như xích lại, đang ở xa mà lại như xích lại, đúng không? Và có biển này, đó. Có rừng này, có gió này, có chim này, có thiên nhiên tươi đẹp này, đó. Trong sách có lửa nhưng mà lại chẳng cháy được giấy đâu. Rồi có ao sâu, đó, mà giấy lại không ướt. Đó. Sách thì không nói được, nhưng khi đọc sách mình lại có cảm nhận là dạt dào như sóng vỗ, cảm giác như là có âm thanh. Đó, đó là những điều thú vị, những điều kỳ diệu khi đọc sách. Và khi đọc sách, con hiểu biết thêm được rất nhiều điều trong cuộc sống. Con hiểu biết được những kiến thức, con trở thành những người hiểu biết. Đó, các con tích cực đọc sách thì mình sẽ hiểu biết được nhiều điều thú vị trong cuộc sống các con ạ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang luyện tập theo văn bản đọc. Bài 1. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ thứ 2 hoặc khổ thơ thứ 3. Đây là khổ thơ thứ 2, đây là khổ thơ thứ 3. Các con tìm từ chỉ sự vật ở một khổ thơ thôi, ở khổ thơ thứ 2 hoặc là khổ thơ thứ 3. Con lựa chọn một khổ thơ. Nào các con suy nghĩ để chúng ta trả lời. Nào, những bạn nào chọn khổ thơ thứ hai, chúng ta sẽ trình bày. À, trong khổ thơ thứ hai, từ ngữ chỉ sự vật đó là trang sách, biển, cánh buồm, rừng, gió. Thế còn khổ thơ thứ ba, bạn nào chọn khổ thơ thứ ba thì từ chỉ sự vật là từ nào? À, từ chỉ sự vật đó là từ lửa, từ giấy và từ ao. Đó là những từ chỉ sự vật. Bây giờ các con trình bày cho cô bài vào vở Poly. Các từ chỉ sự vật ở trong khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3: trang sách, biển, cánh buồm, rừng, gió, lửa, giấy, ao. Chúng ta chuyển sang bài số 2. Đặt một câu về một cuốn truyện. Vậy con đọc một cuốn truyện. Con đọc nhiều cuốn truyện rồi đúng không? Vậy con thấy thích cuốn truyện nào thì con có thể đặt một câu giới thiệu về cuốn truyện đó. Có thể là giới thiệu, hoặc có thể nêu nội dung quyển truyện, hoặc có thể nói những điều mình thích ở quyển truyện đó, hoặc nội dung quyển truyện đó. Và khi đặt câu thì các con nhớ đầu câu viết hoa và cuối câu viết dấu chấm. Nào, cô mời các con trình bày. À, cô có ví dụ chuyện Tích Chu nói về tình cảm bà cháu. Đây là cô đặt câu nói về nội dung của cuốn truyện.
Đó, đây là cuốn truyện Tích Chu. Các con có thể đặt câu về cuốn truyện mà các con đọc mà các con thấy thích. Và các con trình bày bài vào vở. Đây là bài mẫu của cô Lan để các con tham khảo. Truyện Tích Chu nói về tình cảm bà cháu. Cuốn truyện cổ tích Việt Nam là một cuốn truyện hay hoặc là một cuốn sách hay. Con có thể viết theo ý của mình. Tiếp theo chúng ta sang tiết 3. Tiết học. Tiết 3 của chúng ta sẽ là viết. Chúng ta sẽ viết chính tả, nghe viết hai khổ thơ cuối của bài Khi trang sách mở ra. Các con viết thứ ngày tháng và viết lùi vào 4 ô tiếng Việt. Viết tên bài Khi trang sách mở ra. Các con nghe cô Lan đọc mẫu. Khi trang sách mở ra, trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì rạc rào như sóng vỗ một chân trời đang đi. Bây giờ cô Lan sẽ đọc lại, các con sẽ nghe cô Lan đọc để các con viết vào vở. Khi trang sách mở ra, trang sách còn có lửa mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu mà giấy không hề ướt. Các chữ đầu dòng thơ các con sẽ viết hoa và lùi vào 3 ô cho cô. Đây là bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ. Các con có thể lùi vào 2 ô hoặc có thể lùi vào 3 ô. Khi viết tên bài thơ xong, các con cách một dòng để vào khổ thơ đó, và những chữ đầu dòng thơ viết hoa và viết thẳng cột, thẳng cột dòng. Viết xong khổ thơ thứ ba, chúng ta cách một dòng để sang khổ thơ thứ tư. Chúng ta cũng viết hoa và cách lề 3 ô. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì rạc rào như sóng vỗ một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Các con lùi vào 5 ô ghi tên nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh. Các con quan sát dấu câu trong đoạn thơ, viết hoa chữ đầu tên bài thơ và chữ hoa mỗi dòng, chữ hoa đứng đầu của mỗi dòng thơ. Và trong bài này có một số tiếng khó, tiếng giấy viết là di, di ây dây sắc giấy. Tiếng cháy, cháy con viết là chờ nhẹ, chờ. Rạt rào con viết là giờ. Chân trời, chân trời. Đó, các con lưu ý. Các con viết thật đẹp giống bài mẫu của cô. Vậy là vừa rồi các con luyện viết bài chính tả. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần làm bài tập. Bài 2, viết tên hai tác giả của những cuốn sách em đã học. Có rất nhiều cuốn sách con đã học ở lớp 1 rồi đúng không? Có rất nhiều cuốn sách rồi cuốn truyện đúng không? Con đã đọc, con đã học. Vậy con sẽ viết tên hai tác giả của những cuốn sách đó. Con chọn hai cuốn sách để con viết. Lớp 1 chúng ta đã học rất là nhiều cuốn sách rồi và lớp 2 hiện nay chúng ta lại học rất nhiều cuốn sách nữa. Cuốn sách tiếng Việt lớp 2 tập 1. Cuốn sách này chúng ta đã học và chúng ta đang học và chúng ta sẽ học hết năm học này. Đó. Vậy chúng ta quan sát tác giả của cuốn sách này. Đó, đây chính là những tác giả. Cuốn sách này gồm nhiều tác giả viết. Đó là Bùi Mạnh Hùng, tổng chủ biên. Đó, Bùi Mạnh Hùng và Trần Thị Hiền Lương là đồng chủ biên. Đó, rồi Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Đấy, chúng ta viết hai tác giả
Đó, ví dụ là Bùi Mạnh Hùng và Trần Thị Hiền Lương. Đó là tác giả viết sách tiếng Việt 2 tập 1 mà chúng ta đang học. Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Bài số A, 3 chọn A hoặc B. A chọn L hoặc N thay cho ô vuông. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên hay lên? Các con suy nghĩ. À, nên. Hay học thì sang. Hay. Hay làm hay hay làm? Theo con là làm hay làm? À, làm. Hay làm thì có. Hay học thì sang, hay làm thì có. Có ở đây là có về ví dụ giàu có tài sản, giàu có, đúng không? Chịu có làm thì sẽ giàu có. Lật từng trang, từng trang. Lật hay là nật? À, lật, đúng không? Lật từng trang, từng trang. Giấy trắng sờ mát rượi, thơm tho mùi giấy mới. Nắn nót hay là lắn lót? À, nắn nót bàn tay xinh. Các con luyện đọc lại và phát âm thật đúng N và L. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. Hoặc là có sách viết là người có học mới khôn. Các con có chịu khó học thì mới nên người, mới có kiến thức. Kiến thức mới nên người, mới tài giỏi. Hay học thì sang, hay làm thì có. Lật từng trang, giấy trắng sờ mát rượi, thơm tho mùi giấy mới, nắn nót bàn tay xinh. Các con luyện đọc để chúng ta phân biệt được L và N. Bạn nào chọn phần B thì chúng ta sẽ sang phần B. B, chọn tiếng trong ngoặc đơn thay cho ô vuông. Gắng hay gắn? Nào con suy nghĩ nào. Trong cái ô vuông này con sẽ ô vuông thứ nhất con chọn từ nào? À, gắn bó. Cố gắng, gắng sức. Đó. Thế còn ô thứ hai? Các ô vuông này con chọn từ nào? À, ánh nắng. Uốn nắn. Nắn nót. Đó. Tiếp theo, vần thơ, vầng trăng, vầng trán. Tiếp theo, vân gỗ, vâng lời, vân tay. Các con luyện đọc lại các từ chúng ta vừa hoàn thành xong. Gắn bó, cố gắng, gắng sức, ánh nắng, uốn nắn, nắn nót, vần thơ, vầng trăng, vầng trán, vân gỗ, vâng lời, vân tay. Các con vừa viết bài xong, bây giờ chúng ta sang tiết 4 luyện tập. Câu 1, chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình. Thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt. Đây là những từ chỉ đặc điểm của các đồ vật. Vậy con lựa chọn từ chỉ đặc điểm để nói về đặc điểm các đồ vật trong hình, các đồ dùng học tập trong hình cho phù hợp. Các con suy nghĩ để chúng ta trình bày. Đây là cái thước kẻ, đây là quyển vở, đây là bút chì và đây là lọ mực màu tím. Chúng ta viết mực tím cho nên chúng ta sử dụng lọ mực có màu tím. Vậy các con suy nghĩ, thẳng tắp, chúng ta chọn
Đây là đặc điểm của đồ vật nào? À, đó là đặc điểm của thước kẻ. Trắng tinh. À, đây là đặc điểm của quyển vở. Nhọn hoắt. À, nhọn hoắt là đặc điểm. Đây, bút chì chúng mình vót nhọn để chúng mình viết. Tím ngắt. Đây là đặc điểm của lọ mực tím. Đó, chúng ta trình bày bài vào vở ô ly. Từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình là thước kẻ có đặc điểm thẳng tắp, quyển vở có đặc điểm trắng tinh, đầu bút chì có đặc điểm nhọn hoắt, lọ mực có đặc điểm màu tím ngắt. Các con bấm dừng video để chúng ta viết bài vào vở ô ly. Viết xong chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Bài số 2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm. Các con suy nghĩ để chúng ta nối. Ở cột A, bàn học của bóng, cuốn vở, cục tẩy. Cột B, thơm mùi giấy mới, ngăn nắp, gọn gàng, nhỏ xíu như một viên kẹo. Nào, chúng ta sẽ nối để tạo thành câu nêu đặc điểm cho phù hợp. Bàn học của bóng, con chọn với cụm từ nào? À, ngăn nắp, gọn gàng. Tức là bàn học được xếp đồ dùng học tập, ngăn nắp, gọn gàng. Cuốn vở thì có đặc điểm như thế nào? Thơm mùi giấy mới. Cục tẩy có đặc điểm như thế nào? Nhỏ xíu như một viên kẹo. Vậy là các con đã nối và tạo thành câu. Và đây là những câu nêu đặc điểm. Đó. Bộ phận thứ nhất là từ chỉ sự vật. Còn bộ phận thứ hai là nêu đặc điểm của sự vật. Chúng ta trình bày bài vào vở. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Chúng ta viết các câu nêu đặc điểm. Bàn học của bóng ngăn nắp, phẩy, gọn gàng. Cuốn vở thơm mùi giấy mới. Cục tẩy nhỏ xíu như một viên kẹo. Viết xong chúng ta chuyển sang bài số 3. Bài 3, chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông. Sách ơi thức dậy, vở ơi học bài, ô kia thước kẻ, sao cứ nằm dài. Ở đây không phải là câu hỏi, đúng không? Vậy ta sẽ điền dấu chấm. Chỗ nào là câu hỏi thì ta sẽ điền dấu hỏi. À, đây là câu hỏi đấy. Sao cứ nằm dài, đây chính là câu hỏi. Vậy chúng ta điền dấu hỏi. Lại còn anh bút trốn tít nơi đâu? À, đây là dấu gì? Dấu chấm. Nhanh dậy đi mau, cùng em đến lớp. Dấu chấm. Ở vị trí đầu tiên là câu hỏi, ta viết dấu hỏi chấm cuối câu. Còn ở ô chấm sau không phải là câu hỏi, ta viết dấu chấm. Các con đọc lại bài. Bây giờ chúng ta sang tiết 5 và tiết 6. Bài 1. Kể tên các đồ dùng học tập của em. À, các con có rất nhiều đồ dùng học tập đúng không nhỉ? Đó, ví dụ như là bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy, gọt bút, lọ mực, hộp màu, hộp bút, cặp sách, kéo, hồ dán, keo dán, giấy màu, que tính, vân vân rất nhiều. Các con trình bày bài vào vở ô ly. Đồ dùng học tập, tức là đồ dùng để sử dụng trong học tập. Các con đừng nhầm sang đồ chơi nhé. Các con chỉ kể những đồ dùng học tập sử dụng trong việc học tập của con thôi. Tiếp theo chúng ta sang bài 2. Viết 3, 4 câu tả một đồ dùng học tập của em.
Con viết 3 câu hoặc 4 câu hoặc có thể nhiều hơn càng tốt nhé. Có thể viết 5 câu, 6 câu, nhiều câu cũng được nhé. Và khi viết câu, các con lưu ý là tả đồ dùng học tập, tức là những đồ dùng con sử dụng trong việc học tập nhé. Thì các con sẽ nêu được đồ chơi, con phải nêu được đồ dùng học tập nào con chọn để tả. Đó, con chọn và con tả đồ dùng học tập nào. Đó, câu tiếp theo, đó là câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên con giới thiệu về đồ dùng học tập mà mình sẽ tả ở trong bài, đúng không? Có thể giới thiệu là em có một cục tẩy rất là đẹp, rất là xinh xắn này. Em có một cái bút máy màu hồng này. Em có hộp màu rất là đẹp này. Em có thước kẻ này, em có cặp sách này. Con giới thiệu đồ dùng học tập mà con định tả trong bài. Câu thứ hai là con sẽ nêu, con giới thiệu, con miêu tả đặc điểm về hình dáng, về màu sắc của đồ dùng học tập đó, đúng không? Ví dụ màu sắc như thế nào, chiều dài như thế nào, hình dáng như thế nào, đúng không nhỉ? Đó gọi là đặc điểm. Câu thứ ba, con nêu ích, cái tác dụng của cái đồ dùng đó. Con dùng để làm gì? Ví dụ thước kẻ thì con để kẻ bài, bút chì thì để con viết bài ở sách bài tập. Rồi bút chì con cũng dùng để kẻ cho khỏi bị nhòe, mình kẻ bằng bút mực thì bị nhòe vỡ. Hoặc là bút chì con dùng để vẽ trong tiết mỹ thuật chẳng hạn. Đó. Rồi ví dụ hộp bút thì con dùng để đựng đồ dùng, đựng bút, đựng tẩy, đựng kéo, đúng không? Và con có thể nêu nhiều câu về đặc điểm. Nêu nhiều câu miêu tả đặc điểm. Nêu nhiều câu miêu tả ích lợi. Đó. Sau đó cuối cùng thì con nhận xét hoặc con nêu cái suy nghĩ của mình về đồ dùng đó. Ví dụ đồ dùng đó thật là tuyệt vời, em rất thích đồ dùng đó. Ví dụ cục tẩy đó rất thích, em rất thích và em giữ gìn cẩn thận, đúng không? Vân vân. Có nêu cái nhận xét của mình, cái suy nghĩ của mình hoặc cái tình cảm của mình về đồ dùng đó. Ví dụ em rất thích cái thước kẻ của em, hoặc là em rất thích cái bút máy của em, vân vân. Đó là trình tự một bài viết. Các con nhớ nhá. Đầu tiên con sẽ giới thiệu đồ dùng học tập mà con sẽ tả trong bài. Sau đó con nêu đặc điểm của đồ dùng học tập đó. Đặc điểm về hình dáng, về màu sắc, về chất liệu, về kích thước, vân vân. Có thể nêu nhiều câu về đặc điểm cũng được. Sau đó nêu cái tác dụng của ích lợi của đồ dùng học tập đó. Và câu cuối cùng là con nhận xét hoặc là con suy nghĩ về đồ dùng học tập đó. Bây giờ các con suy nghĩ để làm bài. Và cô Lan cũng giới thiệu với lớp mình bài của một số bạn năm trước mà cô đã giữ lại được. Các con quan sát, các con đọc thầm để tham khảo. Đây là bài viết về chiếc bút chì. Đó. Chiếc bút chì của em có màu vàng. Chiếc bút dài cỡ một gang tay, hình dáng thon dài, nhỏ gọn. Ruột bên trong là khúc chì dài, được bao bọc bởi một lớp gỗ. Cuối thân bút được gắn một cục tẩy bé bé, rất tiện dụng. Em thường dùng bút chì để kẻ bài. Giờ mỹ thuật em dùng bút chì vẽ hình trước, sau đó dùng bút màu để tô vào các hình em vừa vẽ. Có bút chì, em vẽ được những bức tranh rất đẹp. Bút như là người bạn thân thiết của em vậy. Em rất yêu chiếc bút chì của em. Đó. Đầu tiên là giới thiệu này, chiếc bút chì của em có màu vàng này. Sau đó là miêu tả đặc điểm của bút chì. Bút chì bằng một gang tay, dáng dài, nhỏ gọn, ruột bên trong, khúc chì dài, được bọc bởi một lớp gỗ. Đó, nêu đặc điểm. Câu đặc điểm chúng ta có thể viết nhiều câu nhá. Sau đó cuối cùng con nhớ là viết những suy nghĩ của mình về đồ dùng học tập. Đó là em rất yêu chiếc bút chì của em. Cô giới thiệu với lớp mình một bài nữa. Đó là bài
miêu tả về đặc điểm về của cục tẩy, một bài tả cục tẩy. Nhân dịp sinh nhật em, bạn Hoa đã tặng em một cục tẩy hình con heo màu hồng. Con heo là con lợn đấy. Cục tẩy chỉ bé bằng hai ngón tay của em, có hình dáng như một chú heo hồng. Chú heo hồng tức là chú lợn màu hồng, với cái mũi to và đôi tai dài. Tẩy giúp em làm sạch những nét chì viết chưa đúng, để vở luôn được sạch sẽ. Em rất thích cục tẩy nhỏ dễ thương này. Đó, đây là một bài viết về cục tẩy cũng rất là hay. Và cô Lam giới thiệu một bài cũng viết về thước kẻ, bài tham khảo số 3. Các con đọc. Đó. Cây thước kẻ mà em đang dùng là quà sinh nhật của em. Nó được làm bằng nhựa cứng, chiều dài là 30cm, chiều ngang là 5cm. Chiếc thước được trang trí bởi những hình ngộ nghĩnh đáng yêu. Trên mặt thước có in những vạch kẻ màu đen được chia theo đơn vị cm. Nó đã giúp em trong việc học tập. Em tự hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Em rất yêu chiếc thước kẻ của em. Đó. Và bài tiếp theo cô gửi lớp mình tham khảo đó là tả chiếc cặp sách. Chiếc cặp sách của em rất đẹp. Cặp có màu hồng hình chữ nhật. Bên ngoài cặp trang trí hình ảnh rất đáng yêu. Bên trên cặp có một cái quai để cầm. Phía đằng sau có hai chiếc quai để đeo. Bên trong cặp, các con sửa chỗ này cho cô nhé. Bên trong cặp được chia làm hai ngăn lớn đựng sách vở và đồ dùng học tập. Chiếc cặp là một đồ dùng không thể thiếu của em khi đi học. Em rất yêu chiếc cặp sách của em. Đó, cô gửi lớp mình 4 bài để tham khảo. Các con đọc và kết hợp, con miêu tả đồ dùng học tập của con theo hướng dẫn mà cô Lan đã hướng dẫn lúc nãy rồi. Sau đó các con sẽ trình bày vào vở ô ly của mình. Các con bấm dừng video để chúng ta làm bài. Làm xong thì chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Đó là đọc mở rộng. Bài 1. Cho biết phiếu đọc sách dưới đây của bạn Nam có những nội dung gì? Phiếu đọc sách ngày 18 tháng 10 năm 2020. Tên sách: Cái Tết của Mèo Con. Tên tác giả: Nguyễn Đình Thi. Điều em thích nhất: mèo con rất dũng cảm. Vậy là con thấy những thông tin gì ở trong phiếu đọc sách của bạn Nam? Tên cuốn sách được giới thiệu trong phiếu đọc sách là gì? À, đó là Cái Tết của Mèo Con. Đúng không? Cuốn sách của tác giả nào? À, cuốn sách của tác giả Nguyễn Đình Thi. Được xuất bản ở đâu? Và điều gì làm cho bạn Nam thích nhất trong cuốn sách? Đúng không? À, của Nguyễn Đình Thi. Đúng không nhỉ? Và đây là cuốn sách được sản xuất ngày 18 tháng 10 năm 2020. Đúng không? Và bạn Nam thích nhất trong cuốn sách đó là mèo con rất là dũng cảm. Đó. Trong phiếu sách của bạn Nam có nội dung là ngày mượn sách, tên tác giả và điều mà bạn Nam thích nhất. Tên cuốn sách là Cái Tết của Mèo Con. Đó. Và tác giả Nguyễn Đình Thi. Và bạn Nam thích bạn mèo con rất là dũng cảm. Đây là một thói quen rất là tốt. Bạn Nam khi đọc sách xong đã ghi lại phiếu đọc. Đó. Các con ạ, phiếu đọc sách giúp con ghi lại những thông tin hữu ích về cuốn sách mà mình đã đọc. Nhờ đó, con ghi nhớ thông tin tốt hơn. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay, con nên ghi lại những thông tin chính vào phiếu đọc sách. Rất là tốt, làm giúp mình rất là nhớ. Chúng ta sang bài tiếp theo. Bài 2. Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách theo mẫu. Phiếu đọc sách, ngày, tên sách, tên tác giả, điều em thích nhất. Các con suy nghĩ và viết hoàn thành vào chỗ chấm cho cô.
Làm xong bài 2, chúng ta chuyển sang bài 3. Bài 3 nói về điều em thích nhất trong cuốn sách đã đọc. Vậy, các con hãy trình bày những điều con thích ở trong cuốn sách mà con đọc. Cuốn sách nào thích nhất và trong cuốn sách đó con thích điều gì? Con sẽ nói cho cô và các bạn, nói cho bố mẹ nghe. Và hoàn thành xong bài 3 thì cũng là kết thúc. Chúng ta đã hoàn thành xong từ tiết 1 đến tiết 6 của bài Khi trang sách mở ra. Các con có thể xem lại video để cho nhớ lại bài. Các con gửi video cho các bạn của mình cùng học. Xem video xong, các con bấm like và nút đăng ký để nhận được những video tiếp theo của cô Lan. Cô Lan chúc các con chăm ngoan, học giỏi và ngày càng tiến bộ hơn. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau. Cô chào các con.